بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد thì làm cha mẹ thường thường là có cái sự quan tâm lo lắng nhiều đến con cái của mình, đó là điều đương nhiên rồi. Đặc biệt là mỗi khi mà cha mẹ mà rời khỏi nhà, họ không quan tâm đến bản thân mình mà họ quan tâm nhiều nhất đó là con của mình. Đặc biệt nữa, nếu như con họ càng nhỏ thì sự quan tâm nó càng lớn. Sự quan tâm đến mức là họ không an tâm và đôi khi không ăn ngon gì ngủ ngon, họ tranh thủ làm tất cả mọi việc ở bên ngoài nhanh để được trở về nhà để mà coi con của mình. Nhưng nếu như chúng ta là những người sợ quan tâm đến cái lũ trẻ của chúng ta nhiều vậy, thì chúng ta cần phải có sự chuẩn bị và giáo dục chúng cho tốt. Và cái việc giáo dục chúng cho tốt không phải là chúng ta cho chúng đi vào con đường mà chúng tự do lựa chọn, mà chúng ta cần phải rèn luyện chúng ngay cái tuổi còn ban đầu, tức là tuổi còn nhỏ, để chúng biết được cái lòng ngoan đạo và lòng tất qua ngay từ khi chúng còn nhỏ. Chúng ta đừng có để cho chúng khi mà đã lớn rồi chúng ta mới bắt đầu dạy chúng cái Islam là gì, thì đôi khi nó lại quá trễ. Tại vì đứa trẻ nó sẽ sớm nhận thức được cái điều đó khi chúng ở độ tuổi còn rất là bé. Nếu chúng biết được Allah subhanahu wa ta'ala là đấng tạo hóa hay là những gì liên quan đến Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì chúng sẽ đi vào con đường Islam dễ hơn những đứa trẻ lớn tuổi hơn mới biết được cái điều đó. Thì chúng ta sẽ nghe những câu chuyện cho cái hình ảnh thí dụ cho cái điều đó. Họ đã quan tâm giáo dục đến con mình ở độ tuổi đầu đời sớm hơn, và cái thành quả họ được nhận trong cái tuổi đầu đời đó của trẻ. Thì vào thời trước đây là một vị alim rất là nổi tiếng thời của ông ta. Ông ta tên là Hatim Asam, một vị alim nổi tiếng ngoan đạo. Thì năm đó ông ta nói có cái dự định là ông ta đi làm hạ trì. Nhưng gia đình ông ta thì rất là nghèo, ông ta là người lao động chính, con lại rất đông. Thì ông ta mới tập trung các con mình lại với vợ mình, mới nói ý định là năm nay cha muốn đi làm hạ trì. Thì mấy các con nghĩ sao? Thì vợ và những người con không đồng ý, quyết không đồng ý. Nói nếu như ba đi, ai sẽ là người tìm kiếm tiền bạc nuôi tụi con, ai sẽ đem lương thực về để nuôi tụi con? Thì ông ta buồn, ông ta buồn và tất cả mọi người trong nhà không ai đồng ý hết. Thì ông ta tỏ vẻ buồn ngay trước mặt, để thấy rõ trên gương mặt của ông ta. Thì có một đứa trẻ nhìn như là nó là con gái út trong nhà, nó chưa được 10 tuổi, nó khoảng tầm 8-9 tuổi gì đó, nó mới nói cha đi đi, cha đừng có lo, cha cứ đi đi. Nó mới có 8-9 tuổi mà thôi. Thì mẹ nó với mấy chị nó đi rồi ai sẽ là người kiếm tiền nuôi chúng ta? Thì nó mới nói với những người mẹ, nói với mẹ, nói với chị, nó mới nói cha để lại cho chúng ta Allah kìa, đấng sống mãi kìa, chứ cha đâu phải là người cho rizki chúng ta đâu. Allah mới là người cho rizki chúng ta, cha cứ đi đi, cha không phải là người ban bố rizki cho tụi con đâu, Allah mà đấng ban bố kìa, cha hãy đi đi. Thì cái lời lẽ làm cho người cha rất là mừng. Thì cái lời lẽ đó làm cho tất cả những người chị và mẹ của đứa bé đó chấp nhận đồng ý cho đi. Thì ông ta tới ngày thì ông ta ra đi. Thì đêm thứ nhất, đêm thứ hai, đêm thứ ba thì thức ăn nó cạn, không còn gì trong nhà để mà ăn nữa hết. Hình như là không còn bất cứ gì trong nhà để mà ăn nữa hết. Thì bắt đầu lúc này mẹ với những người chị gái bắt đầu đi đến la mắng và trách móc con bé nhỏ xíu này. Nói mày coi mày đó, mày coi cho cha đi, bây giờ chúng ta sẽ lấy gì ăn đây, đấu đến này nè, lấy gì ăn đây. Thì đứa trẻ đó đã không nói gì, thì nó lại cười nữa khác. Thì những người mẹ nó với chị nó lại cào cấu là giận dữ nó, nhưng nó lại là miệng cười. Nó nói Allah sẽ cho chúng ta thôi. Thì nó đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala trong đêm hôm đó. Nó nói lại Allah, bề tôi đã ủy thác cho ngài, thì cầu xin ngài đừng có bỏ mặc bề tôi. Bề tôi đã ủy thác cho ngài rồi đó.
thì Ngài hãy ban bố cho bề tôi. Thì ngay cái thời điểm đang đối khác như vậy đó, thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Thì người trong nhà mới ra mở cửa, thì có người mới nói trong nhà có nước uống không. Là vị thủ lãnh ông ta đi ngang, ông ta khát nước quá thì xin một miếng nước. Thì những người trong nhà mới nói cũng may là ông ta xin nước đó, trong nhà chỉ còn có mỗi có nước lạnh thôi chứ ngoài ra không còn cái gì hết trơn, nếu ông ta xin khác là không có đâu. Thì mới đi vô trong nhà múc cho ông ta một bát nước, đưa cho cái người đó, và người đó đem đi cho thủ lãnh. Thủ lãnh thời đó ông ta tên là Abu Ja'far Mansur. Thì sau khi uống cái bát nước lạnh và ngon làm cho ông ta đã khát, và ông ta cảm giác rất là ngon vào ngay cái thời điểm đó, thì Khalifa mới hỏi nhà này của ai vậy. Thì mọi người mới nói đó nhà của Hatim Asam. Thì ông ta mới nói có phải là người ngoan đạo nổi tiếng trong chúng ta hay không. Nói đúng rồi. Nói gì hãy mời ông ta ra, tôi ta muốn chào salam cho ông ta. Thì những người kia mới nói không, ông ta đi làm hajj rồi, ông ta để lại cho ông ta để lại vợ và con của ông ta ở nhà thôi, ông ta đã đi rồi. Thì Khalifa này mới nói ông ta đã đi để lại vợ con của ông ta ở nhà, thì ta phải có trách nhiệm giúp gia đình của ông ta. Thì ông ta mới móc cho người của mình ra một miếng vàng, một cái sợi dây thắt lưng bằng vàng, ông ta mới thảy vô trong nhà. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala vẫn chưa muốn, đó là cái kết quả cuối cùng. Allah khiến ông Abu Ja'far Mansur xây lợi quân lính của mình mà nói tất cả các người ai là người thương ta đó hãy làm giống như ta đã làm. Thì chúng ta hãy thử nghĩ, vua ra lệnh rồi còn ai là không thương vua nữa. Thì tất cả quân lính và hầu cận và bảo vệ đi theo vua đều làm giống như vậy, mỗi một người đều lấy những gì mình có thể vàng bạc và thảy vô trong nhà. Thì sử ghi lại là gần như cái nhà của họ không thể đóng cửa tại số vàng bạc châu báu trong nhà rất là nhiều. Thì lúc này mẹ và những người chị gái cười mừng, nói chúng ta giàu rồi, ngày hôm nay chúng ta trở nên giàu rồi. Thì lúc này con bé nó lại khóc. Thì những người mẹ nói với người chị nói tại sao mày lại lạ vậy, khi nãy mọi người đói á thì mày cười, rồi bây giờ là chúng ta đã được no rồi giàu nè, mày lại khóc, sao mày lạ vậy. Thì con bé nó mới nói câu nói rất là hay. Nó nói đây chẳng qua là chỉ mới có một lần nhìn của một con người bình thường thôi, làm cho chúng ta trở nên là người giàu có như thế này sẽ như thế nào nếu như cái nhìn đó là cái nhìn của đấng tạo hóa nhìn xuống chúng ta bằng cặp mắt thương xót của Ngài, chúng ta sẽ như thế nào. Thì đó chính là cái sự kiên định và cái sự ủy thác cho Allah subhanahu wa ta'ala. Và những đứa trẻ nếu chúng ta dạy chúng ở ngay độ tuổi ban đầu biết sớm về Allah, biết về Quran sớm hơn, thì chúng họ sẽ là những đứa trẻ rất là có sự ngoan đạo ngay từ ban đầu. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong hình cung Quran وَمَيْ يَتَوَكَّنَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, ai mà ủy thác cho Allah thì Ngài sẽ làm cho y đủ đầy. Ai mà ủy thác cho Allah đó bằng một sự ủy thác thật sự đó thì Ngài sẽ làm cho y trở nên đầy đủ, không cần đến thiên hạ hay không cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào của ai cả. Ngài sẽ đem thiên hạ đến giúp đỡ cái người đó, không cần phải xè tài sinh. Thì chúng ta thấy gia đình của ông Hatim Asam này đã không xin xỏ gì Khalifa đó, nhưng Allah đã khiến ông Khalifa đó phải đối hoài đến cái gia đình ông ta là người alim, một người ngoan đạo thực sự. Còn một người khác, một vị Khalifa chúng ta vừa nghe tên này, Umar bin Abdul Aziz, ông ta là một Khalifa, là một lãnh đạo cương trực và chính trực nhất thời đó. Và ông ta được ulama liệt kê ông ta là vị Khalifa thứ 5, được xếp sau những vị Khalifa trước đó là Khalifa Rashidin. Ông ta được ulama xếp ông ta vào hàng thứ 5, một vị Khalifa danh dự và nổi tiếng. Ông ta sống rất là trung trực, sống rất là trung trực. Cho đến quãng đời cuối đời thì những người xung quanh ông ta đó mới nói này Khalifa, bây giờ ông là bệnh của ông là bệnh tình của ông cho nên nặng rồi, thì ông hãy nên mà
di chúc cho con cái ông về cái tài sản của mình đi, tức là tài sản của ông đó, hoặc là ông có thể ra lệnh lấy trong cái tài khoản, cái Baitul Mal, cái tiền chung của cộng đồng Islam đó, có thể ông sử dụng số tiền đó theo ý của ông muốn để cho con cái của ông. Thì ông ta mới nói, chúng ta hãy nghe ông ta nói. Ông ta nói, ta không để lệ cho chúng ngoại trừ cái lòng tất qua. Nếu như chúng là những người so lê, những người ngoan đạo đó, thì Allah sẽ là người giúp đỡ cho những người ngoan đạo. Còn nếu như chúng khác đi cái điều đó, đó thì ta không cho tiền giúp đỡ những kẻ mà nghịch lại Allah. Và ông ta chỉ để lại cho con của mình, ông ta con ông ta hơn 10 đứa. Ông ta có hơn 10 đứa con, trong lúc ông ta mất là những đứa trẻ đến còn bé. Thì ông ta chỉ để lại cho những đứa con của ông ta, mỗi một người chỉ có 12 đồng bạc, 12 đứa thăm mà thôi, tức 12 đồng tiền bạc thôi. Bên cạnh đó đó, một vị khalifa trước ông ta đó là Hisham bin Abd al-Malik, đã sau khi ông, trước khi ông ta mất, ông ta để lại tài sản khổng lồ cho con của mình, mỗi một người là 100.000 dinar, là 100.000 đồng tiền vàng, số tiền khổng lồ. Chúng ta hãy nhìn hai con số trên lệch rất là xa. Nhưng 20 năm sau đó thì cái thời đại của Umayy, tức là thời đại của ông triều đại của Umar bin Aziz, là triều đại Umayy, thì cái triều đại đó nó lại sụp đổ, thay thế triều đại sau đó là triều đại của Abbasiya. Thì 20 năm sau đó, tất cả tài sản của vua chúa đã bị cái thời đại của Abbasiya tịch thu hết tất cả. Thì làm cho con cái của ông Hisham bin Abd al-Malik phải xè tay xin tiền thiên hạ tại Masjid Darussalam ở Baghdad, tức là ở Baghdad ngày hôm nay là ở Iraq, thủ đô của Iraq ngày hôm nay, và thời đó là phải xè tay xin tiền thiên hạ. Cũng cùng cái thời điểm đó, tất cả con của Umar bin Aziz là trở thành những người thương gia, những người giàu có, những người đã đem hàng ngàn dinar đem bố thí cho thiên hạ. Thì chúng ta thấy ông ta đã dạy con mình ngay từ nhỏ. Ông ta đã nói, nếu ta chỉ để lại cho chúng lòng tất qua, lòng kính sợ Allah thôi, nếu như chúng là những người thật sự ngoan đạo thì Allah sẽ là người phù hộ cho những người ngoan đạo đó. Còn nếu chúng khác đi cái điều đó thì ta không có đem tiền giúp đỡ cho những kẻ nghịch lại Allah. Thì chúng ta hãy thấy cách dạy trẻ ngay từ đầu, và chúng sẽ có được cái thành tựu sau khi cái người cha có qua đời. Allah subhanahu wa ta'ala phán ở chương An-Nisa câu số 9: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Là những người mà họ sợ cho con cái của mình sau này đó, với tài sản họ để lại do chúng còn nhỏ, thì trước hết đó, trước khi lo sợ đến cái điều đó đó, thì chính bản thân của họ cần phải là người có lòng tất qua sợ Allah trước cái đã. Khi mà họ có lòng tất qua sợ Allah subhanahu wa ta'ala thì Allah sẽ bảo vệ cái dòng họ và dán dòng tộc của cái người đó sau này, sau đi người đó qua đời. Còn nếu như bản thân của họ đã không có lòng tất qua kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala thì con cái của họ coi chừng Allah subhanahu wa ta'ala không chăm nom quản lý một cách tốt đẹp hơn. Và người đó cần phải có lời nói đứng đắn và đàng hoàng, trung thực và chính trực. Thì ngay cái bản thân của cha mẹ, trước tiên chúng ta sợ cho con của mình thì hãy mình là cái người có lòng tất qua với Allah subhanahu wa ta'ala trước cái đã. Thì chúng ta rời khỏi nhà hay chúng ta không có mặt thì Allah sẽ là người trông nom chúng, quản lý chúng, không cho chúng làm những cái điều nghịch lại. Còn nếu như cha mẹ là những cái người không có như vậy thì coi chừng con cái của mình nó không được tốt hơn. Và đứa câu chuyện thứ ba về một đứa trẻ hiện tại của chúng ta, vào thời của chúng ta thế này, ở Yemen á, là có một đứa trẻ cũng tầm 8-9 tuổi, dưới một chưa được 10 tuổi, gia đình cũng nghèo, trong một cái nhà trò nhà lụp sụp. Cha của nó đi làm về để chiếc xe Honda cũng cũ rồi, để ngoài cửa. Thì nó thấy người ăn trộm lấy xe của cha nó, thì nó chạy ra nó kêu, nó chú ơi đừng có lấy xe, xe đó xe của ba con đi làm đó, gia đình con chỉ có chiếc xe đó đi làm ăn hàng ngày đó, chú đừng có lấy. Ở đứng năn nỉ vậy nó kêu, nhưng mà tên ăn trộm đó phớt lờ không quan tâm và cứ hùn xe và chạy bỏ đi mất chiếc xe. Thì những phóng viên á, một cái kênh truyền hình của bên xứ Yemen á, nghe được biết được cái sự việc đó thì họ đi đến
họ làm một cái ký sự, có phóng sự đến gặp đứa trẻ đó. Thì kêu đứa trẻ đó ra, và cha của nó ra, và chị của nó ra, trong nhà vài ba người ra. Thì phóng viên hỏi chứ này con trai, chứ con có giận không khi mà cái người ăn trộm nó lấy xe của cha con? Thì chúng ta hãy nghe cái lời của đứa trẻ mới có nhiều ngày tuổi, rất còn nhỏ. Nó nói như lời lẽ, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng nó là một đứa trẻ. Nó nói con không có giận, nhưng mà đó là sự phán quyết của Allah. Con không có dám chống đối lại cái phán quyết của Allah, nhưng con không biết từ nay trở đi gia đình con sẽ sống như thế nào rồi. Chiếc xe đó, xe độc nhất đó cho cha con đi làm kiếm tiền cho gia đình đó, nhà bây giờ bị mất rồi, không biết phải sống bằng cách nào. Đứa trẻ còn rất là trẻ, nó nói đó là phán quyết của Allah rồi. Con không dám giận hay là chống đối cản lại cái quyết phán quyết của Allah subhanahu wa ta'ala. Chấp nhận, hài lòng. Nó là một đứa trẻ, nó đã chấp nhận và hài lòng như vậy rồi, thì chúng ta biết rằng cha của nó đã là một người dạy nó như thế nào, trong khi cả gia đình rất là khó khăn. Tại thời này bên xứ của họ đang chiến tranh, thì cầu xin Allah ta'ala ban cho salamat hết tất cả anh em Muslim của chúng ta ở xứ sở Yemen đó. Và có một người nhà tờ, có một nhà mạnh thường quân đó, họ đã hào phóng giúp cho gia đình, tặng cho đứa trẻ đó đó một chiếc xe đạp để mà nó chạy chơi, và tặng cho cha của nó một chiếc xe Honda mới hoàn toàn để mà đi làm. Subhanallah. Thì cái lòng niềm tin vào Allah, cái niềm tin vào Allah, Ngài sẽ cho chúng ta những thứ mà chúng ta không bao giờ chúng ta ngờ được, và chúng ta không bao giờ tưởng rằng nó sẽ xảy ra đối với chúng ta. Nhưng đó là cái kết quả của những người mà có cái lòng tất qua, sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thứ nhất là họ sợ cho bản thân của mình, thứ hai họ giáo dục con của mình một cách đúng đắn và đàng hoàng, biết Allah là ai, sớm biết Allah. Thì đó là cách chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn. Chúng ta hãy dạy trẻ khi chúng hãy còn nhỏ kìa, chứ đừng để đến khi mà chúng học xong tốt nghiệp 12 rồi hả, bắt đầu bảo chúng hành lễ salat, hay là bảo chúng phải bắt đầu nhận trai. Giờ thời điểm đó rất là khó, tại khi đến độ tuổi đó bọn chúng đã quen với cái việc đi chơi và quen với bạn bè rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ khó mà kéo chúng trở về, trừ khi những đứa trẻ nào hay những người nào được Allah ta'ala soi gọi cho cái người đó. Cho nên là Nabi đã nói hãy ra lệnh cho con cái của các ngươi hành lễ salat khi chúng mới có 7 tuổi, dù con trai hay là con gái. Cho dù chúng hành lễ salat không cần lấy nước xi men, không cần lấy nước gì, không cần lấy nước bồ tuột, kể cả chúng không cần ăn mặc một cách đàng hoàng và chỉnh chu, chỉ cần cho chúng đứng hành lễ salat bằng cái hình thức theo cha theo mẹ con đó, để cho chúng biết được đây là salat, và thấy cha của mình làm hàng ngày, thấy mẹ của mình làm hàng ngày. Và Nabi bảo đến khi chúng 10 tuổi hãy đánh chúng nếu như chúng không chịu hành lễ salat. Chúng ta biết rằng độ tuổi 10 tuổi vẫn chưa độ tuổi bắt buộc phải hành lễ salat, tại chúng chưa trưởng thành. Nhưng Nabi bảo phải đánh để cho chúng biết đây là cái điều quan trọng ở tuổi đầu đời, để chúng có cái suy nghĩ mường tượng trong đầu, đây rất là quan trọng, cho nên mình mới bị đánh khi mình không chịu làm. Thì đến khi càng lớn hơn thì chúng sẽ càng có sự quan tâm đặc biệt hơn cái lễ nguyện salat đó. Và nhịn chay cũng vậy, chúng ta dạy chúng không thể nhịn nguyên một ngày từ sáng tới chiều, thì hãy nên nhịn hai ngày, một hai tới 12 giờ hoặc tới giờ dhuhr, sau đó tiếp tục nhịn ăn xong nhịn luôn tới chiều, từ từ dần đến khi lớn hơn chúng sẽ có thể được bắt đầu nguyên một ngày. Đó là cách chúng ta dạy dần. Thì Nabi đã bảo chúng ta làm cái điều đó, thì kết quả chúng ta sẽ thấy liền, nếu chúng ta có một nền giáo dục tốt con mình ngay ở độ tuổi ban đầu, thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cải thiện hết tất cả con cháu của tên đạo của cộng đồng Islam của chúng ta, trở thành những người salihin, những người ngoan đạo, những người mà có thể giúp ích cho bản thân chúng và giúp đỡ cho những người khác, cho nên ngoan đạo và tốt đẹp hơn. Thì cầu xin Allah ta'ala ban barakat vô tài sản, vô gia đình, vô con cái, vô sức khỏe của chúng ta, để cho chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc ở đời này cũng như hạnh phúc ở đời sau. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu alayhi wa sallam.